Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have it. So beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah. When she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. Cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh.
hàng ly. Câu chúc trên con đường đi, ngập tràn tình yêu mình chưa dứt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi sinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi, ngập tràn tình yêu mình chia rớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Miếng cao ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khan khiết sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đang đang đình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cầu ngày xưa tình thưa hồi nhân đại hôm nay ngày lành thảo tổ có một người nhóm nhà hát tổ tìm hiểu chủ trương thống nhất hai gia đình hai gia tộc trở lại với nhà nói cùng chính quyền địa phương. Hôm nay nhà trai cũng tôi tổ chức lễ ký điển làm đề đúng như hỏi cho hai cháu được hết chi địa kiện gia đình nhà trai đồng tình nhất trí thì chúng tôi xin quyền được quản đẹp thay mặt cho bên gia đình nhà trai rằng tôi đây là một sự nhất trí của hội nhà gái thì chúng tôi xin giới thiệu quả đồng ngoài cùng tức là trầu táo. Đây là bánh và đối thủ công thể hiện được cái tình yêu của hai đẹp tóm đẳng đẹp ngoài. Đấy là trà hả? Thank you.
đây là có bác và nhiều họ đồng ấy. Còn tôi là cầu một cái, còn đấy một cầu, cái cầu đấy là ông Dương, đấy là gì gì và đó đó là cháu và ai bảo không nói đó là giới thiệu quá mới đến cảm ơn nhà trai. Vâng, chúng tôi mà tiếp nhận ngay đây là trọng nghĩa trọng tình là cho cái hạnh phúc đến đông hoa kiệt trái và đôi bồ câu mang đến cái bánh kẹo là sự kết cấu kết tinh của các cái chất liệu rất là đẹp đẽ để dính kết bằng là các hương lồn nếp và thành vui mừng nhất đó là linh cảm của con heo để chúc mừng những năm Kỷ Hợi, năm của các cháu thành công hạnh phúc và bảy phúc thế, cũng là biểu hiện cái tình cảm của vợ chồng. Với cái tình cảm đó, gia đình bên tôi đưa qua đến để là gọi là cái lễ, cái này chắc là gọi là chung lễ, tam lễ thành nhất lễ. Khi bên phía gia đình tôi được phép thay mặt cho bà mẹ, cho vợ chồng đứa em và không gian người ngoài và xin quý vị nhận lễ chúng lễ cho các cháu. Bên phía gia tộc á là con của hai bà, đây là bà nội của cháu, đây là bà ngoại của cháu, thế các bà là cũng ngoài 90 cả rồi. Thế bà mẹ tôi thì cũng bảo với các vị thế này, một cái khu vực của sân quế què bà đẻ ra có 8 người con, bốn trai bốn gái đã trưởng thành tất cả. Tôi là đệ thứ hai, năm nay tôi đã ngoài 70. Vợ chồng người em tôi là em trai thứ ba, nhưng mà theo gia tộc thì là gọi là tộc trưởng, thì có cháu trông là con gái út. Thế thì gia tộc á, họ tộc thúc bá chi tử là có Hương ở Hà Nội về. Về phần con ruột của cháu á là có hai bà đây, với bà nhân là ba bà, còn ba nữa thì tuổi hơi cao đây cũng chỉ 10 là không đi được. Thế con ruột là cũng đang sống đây một bạn. Thế về phía chị gái của Quý, tức là con ruột của cháu Trâm, lúc này là có bên đến bây giờ ngang hàng lên Bình Gia, có hai ba ngôi đó là hai ba là con ruột, và đồng thời là có cả con đang giúp việc ở bếp. Về phía em ruột của Quý hay gọi là ruột của cháu á, nếu chị được gặp đó là em kêu Quý không tiền đó và có đấy vâng cán bộ quản lý giúp cho hôm nay cũng về để là chung vui với gia đình. Họ thân chúng tôi cũng rất trân trọng ghi nhận tình cảm, họ trân trọng mời tất cả phía thông gia của Quý thì do điều kiện tại nhà quý nhân cho nên xin phép các vị ngồi ở phía đây. Nhà quý thì rất rộng mở, tấm lòng thì rộng mở, nhưng mà nhà thì không khảnh có lẽ cũng hơi chật, cho nên cũng xin phép và toàn bộ tất cả những người ở phía trong đây là đều gắn liền là gì luôn, rồi cháu luôn, rồi mừng, nói chung là trong người thân ngoài thân, thay mặt cho họ tộc, gia đình của Quý, thay mặt cho mẹ tôi, rất trân trọng, tình cảm và chúc sức khỏe và họ nhà trai để chúng ta kết thúc vui lễ. Tình chữ duyên ngày 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 miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa. Ngày nay ngày nay
miếng trầu miếng cao. Ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa. Hai họ tình thông ra giờ khăn khít, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cao. Tình đang duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến huyền ương. Đình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay miếng trầu miếng cau, ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay ha 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 ha. Chuyện nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yêu đậm sâu vào anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu. Chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Nắng mưa ta có sợ gì đâu, phải không được. Vậy hôm nay gia đình nhà ta cũng làm cái thủ tục lễ nghi, tức là chén rượu cưới đầu đến để xin gia tộc nhà gái cho xin cháu về làm dấu bên gia tộc nhà gái của tôi. Nếu gia đình nhà ta lại nhất nhất trí có thể đưa cho con cháu đi xin gia đình. Cái để xin dấu chắc chắn là bạn có hết sức đồng ý, đúng không? Chúng ta đang bỏ tay à? Không phải chúng ta bỏ cái dấu đồng ý thì không được các đại diện, nhưng mà ưu tiên ông chủ ở trong miền Nam về bỏ cũng thời gian xa xôi về đây chủ các đại diện để uống những rượu về với mình hôm nay. Thì kể từ hôm nay tất cả mọi việc trong hôn lễ hôm nay là chúng tôi nhờ ban tổ chức trai. Nắng mưa ta có sợ gì đâu, phải không anh?
dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhé. Xin chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió nắng mưa, ta có sợ gì đâu, phải không cho phép của chính quyền địa phương cũng như là hai cơ quan của hai cháu, hai họ, hai gia đình chúng tôi tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu Phong và Trâm. Lần đầu tiên cho phép tôi thay lời cho họ nhà gái đến từ xã Thái Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách chúng ta lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành sự có mặt của quý vị trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, hai cháu
của chúng tôi quen nhau, yêu nhau, thương nhau và tình yêu của hai cháu lớn dần theo năm tháng và thời gian, được sự vun đắp của hai họ, hai gia đình và hai cơ quan. Hôm nay các cháu trở nên nghĩa vợ chồng. Thay mặt cho gia đình họ nhà gái, chúng tôi xin được cảm ơn sự có mặt của toàn thể quý vị, cảm ơn tình cảm của họ nhà trai đã dành cho họ nhà gái chúng tôi, xin được cảm ơn cơ quan của hai cháu, xin được cảm ơn toàn thể bạn hữu gần xa của hai cháu đã về dự buổi lễ thành hôn của hai cháu chúng tôi, và chú xin được chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc phúc cho hai cháu. Mến, ai sinh ra hoa quả ngọt cho ông vàng mọi cánh, ai sinh ra em đẹp thế này làm lòng anh xuyến sang, thì chúng ta không thể không nhắc tới nhà gái đúng không ạ? Xin thật chân thành cảm ơn những lời phát biểu đến từ vị đại diện của họ nhà gái. Để đáp lại những tình cảm đến từ nhà gái, Nhật Quỳnh xin được trân trọng và kính mời một vị đại diện đến từ họ nhà trai sẽ trở về với sân khấu có đôi lời phát biểu nhận sâu và gửi lời cảm ơn tới quan viên hai họ. Trân trọng và kính mời bác. Thưa hai gia tộc, nhà trai và nhà gái, thưa toàn thể bạn bè anh em thân hữu gần xa của hai gia đình hai cháu, tôi đại diện cho hai gia đình vô cùng cảm ơn bạn bè anh em thân hữu gần xa của hai gia đình hai cháu đã dành những thời gian quý báu nhất vàng ngọc nhất về đây chung vui tiệc rượu cùng hai gia đình, chúc mừng cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Tôi xin trân trọng cảm ơn và kính mời quý vị quan khách trong hôn trường nâng ly rượu hồng chúng vui cùng gia đình và hai cháu. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, trong không khí ngày hôm nay, nhà gái hân hoan đón trẻ quý, nhà trai hớn hở đón chồng hiền, hai bên gia đình sum vầy, anh đi làm rể em về làm dâu, thì những lời phát biểu tận tình nhất đến từ hai vị đại diện của hai dòng họ, đó là những tình cảm thân thương và cao quý nhất. Xin chúc cho hai bác sức khỏe dồi dào, thành công trong cuộc sống, chúc cho tình yêu của đôi bạn trẻ trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, chúc cho tình thông gia của đôi bên gia đình mãi mãi được bền chặt và gắn bó keo sơn. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn hai bác rất nhiều. Kính thưa quý vị, chỉ trời vì cái sợi chỉ hồng cho nên bạn mới quen nhau tháng ngày, mà phong say thì trong cũng say, bên ấy cho vợ bên đây cho chồng, mà chỉ vì cái sợi chỉ hồng say cho đôi bạn phải lòng với nhau. Ngay lúc này đây, xin mời quý vị quan khách chúng ta cùng hướng mắt về phía trước sân khấu để cùng đến với nghi lễ hạnh phúc nhất, trọng đại nhất của cặp đôi uyên ương, đó chính là giây phút hai người trao nhau chiếc nhẫn nguyện thề, để nói lên rằng từ ngày hôm nay, ngày 11 tháng 6 năm Kỷ Hợi, thì đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ chính thức nên vợ thành chồng. Xin mời đôi bạn trẻ hãy hướng về nhau đi ạ. Món quà đến từ anh chị của cô dâu. Phần lễ để đến với chương trình 2, đó chính là chương trình San Lương Khách Nhạc Nhịp Cầu Giao Duyên, chúc phúc cho chú rể Xuân Phong, cô dâu Ngọc Trâm. Xin mời cô dâu chú rể sẽ trở về xuống từng bàn tiệc. Đầu tiên là bạn của quý cô, của bà, quý cô dì, chú bác gần xa. Tiếp theo là bạn của những người bạn thân thương của mình, để gửi lời cảm ơn vì sự hiện diện của toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể.
nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một, hai, ba, vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bạn con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1, 2, 3, vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Mình chỉ cần nhau thôi, em bên anh.
vì